Trong thứ nhất, trong cái lúc mình đi thiền hành thì có những cái lúc bước chân mình rất là vững vàng, bước chân nọ xong bước chân kia, có những cái bước chân thì tự nhiên mình đi nó cứ nghiêng ngả đó. Thì không biết là cái lúc mà con đặt cái khoảng cách bước chân nó không đều hay là do con bị thất niệm đó, câu thứ nhất ạ. Rồi trả lời luôn. Dạ. Cả hai. Dạ. Dạ. Thất niệm. Dạ. Và có khi bước chân không đều. Dạ. Con cảm ơn thầy. Câu thứ hai ạ. Câu thứ hai là cái khi mà mình ngồi thiền tọa thì thường con ngồi khoảng độ 40 phút thì bắt đầu cái đầu gối bên phải con nó đau. Xong con quán thế này. Thứ nhất là cái đau chỉ là cái đau thôi. Mình không phải là cái đau. Cái đau không phải là mình. Chứ mình là cái gì? Cái đau chỉ là cái đau, còn mình nhận được cái đau, mình biết là nó là cái đau thôi. Thế nhưng mà nó cứ đau mãi, xong đau hoài, đau đến lúc mà người con đau nóng bừng lên. Càng lát nữa mình là cái đau. Thế xong rồi con bảo thôi, nếu đã vậy thì thôi mình thử nhấc chân nó xem. Thì con nhấc chân xuống thì con thấy là nó yên ổn. Thì có phải là khi mà mình đau quá thì mình có thể thay đổi cái tư thế để mình ngồi cho nó được lâu, có phải như thế không? Xin thầy giải thích. Hay. Ví dụ như mà thầy nói không phải, thôi không thiền nữa. Mình có thể tìm một cách để lý giải cho cái chuyện tu tập của mình nó dễ thương hơn. Được thôi. Dạ. Khi đau á, đừng có để nó quá sức chịu đựng, nó trở nên cái sự hành hạ của bản thân không được gì mà lợi bất cập hại. Dạ. Cơ thể mình nó thông minh, nhẹ nhàng với nó, giống như đóa hoa thôi, thì nó sẽ đối xử ngược lại là nở đẹp cho mình nhìn. Dạ. Còn mà nặng nề với nó héo tàn. Dạ. Nó để lại đống rác thôi. Dạ. Vậy mọi cái kết quả là nó biểu hiện cái thứ mà mình phản ứng vô nó. Dạ. Thì nó đau quá đến mức không chịu được thì tác ý. Dạ. Bằng cái tình thương chứ. Dạ. Đừng có bằng cái phản ứng. Dạ. Phản ứng là cơn sân. Dạ. Với chính thân mình như thế nào, mình sẽ đối xử với người đời ngoài kia như thế đó. Dạ. Con cảm ơn thầy. Dạ. Vậy hãy coi khi mình ngồi xuống mà mình đau. Dạ. Là bắt đầu tâm sân nó xuất hiện. Dạ. Chịu đựng là tâm sân. Dạ. Thì coi thử mình phản ứng hay bắt đầu mình thương mà mình làm. Với mình mà mình không thương được thì với người mà mình nói thương, đó là tình thương đầu cơ chuẩn bị cho và mong nhận. Dạ. Cho mà nhận thì lại ô cuộc đời ta may mắn hạnh phúc, cho mà không nhận sau này rủa cuộc đời là phản bội ta. Cho nên trong cái lúc mà mình ngồi thiền mình mới hiểu được câu chuyện của mình với cuộc đời. Dạ. Mình với đời đời với mình thì nó đâu á là bình thường, là một cái chân đang sống. Nó mà không đau nữa là bắt đầu mình vô bệnh viện làm cho nó đau. Cho nên khi thấy nó đau là lập tức tình thương của mình cho nó. À, em đang sống. Em lên tiếng là em nói là chị không nổi rồi và ta phải thương em. Dạ, quán từ bi đấy ạ. À, yes. Dạ. Khi mình thấy được cái lòng từ mình xuất hiện cho nó, rồi bằng cái tâm chánh niệm nhẹ nhàng xóa đưa cái tình thương của mình vô. Thầy ơi, nói cái vẻ lãng mạn không có thật gì chơi vậy. À, khi mình gặp người mình thương nha, đôi mắt mình sao? Đó, rất là dễ thương. Sao cái người ngoài kia mình thương mà sao cái thân này mình không thương? Tại sao mình dùng cái năng lượng của đôi mắt tình thương ấy đưa xuống cho cái chân mình? Đâu phải nó ở hoài đó cho mình đi cả đời này vững vàng đâu. Nó có thể say no bất kỳ lúc nào ở đâu. Và ngay lúc này ở đây, chân mình đang đau đó. Và thương liền. Không có tiền sao không thương? Không cần tiền mà tình thương mà không cho, uổng. Con người mình có được đó. Xong đưa cái tâm mình về. Dạ. Chấp nhận, biết cái chân nó đang còn sống. Dạ. Và biết nó đang cần mình, giống như đứa bé cần người mẹ về nhà ôm ấp. Chứ đừng có nói sao thiền mà đau hoài, sao tu ngồi rằng ri hoài với cái thân thì nó sẽ phản ứng lại đó. Dạ. Dạ. Tại khi được cái tình thương cho nó rồi, quan sát cái tâm mình nhẹ nhàng với nó rồi. Lấy cái chân nhẹ nhàng bỏ ra. Dạ. Dạ, mình cũng không có phải ô hạnh phúc quá, đây là thiền nè. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Đau cũng vô thường. Dạ.
mà hết đau nhẹ nhàng cũng vô thường. Dạ. Cảm ơn cả hai. Dạ. Cả hai trở thành cái người hỗ trợ mình tu tập. Dạ. Bằng không á, nó đau mình loại trừ, rồi nó nhẹ nhàng cái mình dính mắc, cả hai đều phụ phạt. Dạ. À, cả thái độ thầy... tâm của mình với nó, từ bi và hỷ xả. Dạ. Thì cái nào ở dưới ai, làm cái gì cũng tu được. Dạ. Chứ không phải là phương pháp. Dạ. Rồi câu hỏi thứ ba. Dạ con xin thầy, câu hỏi thứ ba là câu hỏi từ buổi sáng con muốn hỏi thầy. Thầy, nhưng mà con không hỏi thì bây giờ thầy giải thích giúp cho con. Thứ nhất là cái tâm buông bỏ thầy. Cái tâm buông bỏ thì chúng con sống ngoài đời nó quá lâu rồi, quá nửa cuộc đời rồi. Bây giờ nói là mình khó buông quá. Mình thấy khó buông. Ví dụ như thầy ví dụ là thầy bị một cái tâm dính mắc với người bạn mà thầy phải thiền trong vòng 6 tháng thì lúc ra nhìn thấy người bạn mới thấy là dễ thương. Thế còn như chúng con sống ở trong tại gia đã lâu quá rồi, bây giờ chúng con biết làm thế nào để chúng con buông bỏ được? Dạ. Vậy thì đừng cứ buông. Rồi vậy nè, con đưa hai cái tay vô phía trước đi. Dạ. Đó, rồi, đứng miết như vậy nha. Khi nào mà mình chưa muốn buông là khi nó còn ngọt ngọt. Cứ nắm. Nắm nó mà nó thấy căng thẳng quá rồi thì buông. Khi mà chưa muốn buông á, đừng có biểu họ buông. Họ buông cái này cái hả, họ dính cái khác, dính cái sâu còn nặng nề hơn. Cho nên cứ để họ dính cái đó đi, dính cho mặn mà. Tới chừng họ buông không hồi tiệc. Đừng có tìm cách thay thế nhau. Làm cho mình bỏ đi cái thứ làm cho mình dính á. Buông cái thứ làm cho mình dính á, chứ đừng có buông cái đối tượng mình dính vô. Buông cái keo 502 trên cái ngón tay á. Chứ đừng có buông cái thứ mà keo 502 nó dính vô ngón tay. Mày còn keo bên này là sao? Còn dính. Mà nó dính cái lần sau nó còn mặn mà hơn lần trước nữa. Cho nên cái thứ mà nó làm mình dính á, đừng có hận thù đó. Mà mình hãy cảm ơn rằng nó làm cho mình biết mình còn keo 502. Hả? Và chỗ nào mình cũng tu được hết. Họ than phiền mình, trách giận mình. Có thứ mình có phản ứng không? Dạ. Nếu có, Ô A Di Đà Phật, Phật hiện thế cho con thấy được con. Còn bằng không à, không có cái chỗ nào trên cuộc đời này mà không có vỏ dưa, vỏ dừa, vỏ sầu riêng đầy hết á. Dạ. Mà chạy đi á, thì nó mất công, nó tốn thời gian. Tránh được chút còn đỡ, không tránh được, quỳ lên cái vỏ nó còn mặn mà hơn nữa. Dạ. Mệt lắm. Nên kiếp người này quý lắm. Cạo tóc hay không, không quan trọng. Quan trọng là ta chịu đi thỉnh kinh không? Rảnh không? Đi thỉnh kinh trời. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ, lúc nãy thầy, thầy có hướng dẫn cho cái bạn làm cách nào mà trong đó nó có một cái cách là cái đó là nghiệp của người ta, thì mình không làm sao thay đổi được thì mình cứ chấp nhận như thế đâu. Đi bởi vì ai cũng có cái nghiệp của người đó. Thì con thấy là con về thì con sẽ ngẫm cái câu của thầy. Còn thứ ba nữa là con cũng rất là may mắn lúc nãy các có người hỏi về cái câu sao La Hầu sao Kế Đô đấy ạ, thì đúng năm nay con là nữ mà sao La Hầu, thế là may quá, cũng nhờ có đủ duyên thành ra là con được biết thầy có tổ chức có cái thiền hành hương tu tập ở bên, thì con đã đăng ký rồi, may quá con cứ bám theo thầy, xin thầy hoan hỷ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn cô.